Chào các bạn, trong tháng 10 này chúng ta sẽ có một ngày vô cùng đặc biệt, đó là ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế tạo ra cho nhân loại, vì vậy mà họ phải luôn được nâng niu và trân trọng. Nhân dịp ngày 20 tháng 10, BBC xin dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý chị em phụ nữ. Đặc biệt, các bạn nữ khi đến mua hàng trong dịp lễ này sẽ được giảm ngay 20% giá trị đơn hàng và được tặng kèm một chiếc áo trùm ba lô. Riêng các bạn nam cũng đừng buồn, vì khi tới mua hàng trong thời gian diễn ra chương trình, các bạn cũng sẽ được tặng ngay một chiếc áo trùm ba lô có khả năng chống thấm cực tốt. Để tham gia chương trình rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhớ mã code được cung cấp ở cuối bài viết này, sau đó chạy thật nhanh đến cửa hàng để được nhận ưu đãi. Xin lưu ý, thời gian áp dụng chương trình từ ngày 15 tháng 10 đến 30 tháng 10. Nhanh lên nào, số lượng có hạn, chương trình sẽ kết thúc khi trao quà cho 100 bạn nữ đầu tiên. Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi. Chúc các bạn một ngày làm việc tuyệt vời. Chào và hẹn gặp lại.